chào các bạn. Wordpress Pipes là một plugin mạnh mẽ của Wordpress cho phép dịch chuyển dữ liệu từ các nguồn tới các đích. Các nguồn đấy có thể là RDS, Post, Google Commercial hay là các cái file CSV hay các mạng xã hội Twitter, Facebook, LinkedIn, Google cộng này nọ. Theo đó thì các bạn có thể dùng Wordpress Pipes để lấy tin tự động từ các nguồn RDS về Wordpress của các bạn một cách tự động. Video này thì mình sẽ cùng với các bạn lấy tin từ trang công nghệ nổi tiếng TechCrunch về Wordpress. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy các cái nguồn RDS từ cái trang TechCrunch. Chúng ta sẽ lấy với nguồn social. Cái title của bài thì chúng ta có thể gõ bất cứ cái gì vào. Get news from TechCrunch. Nguồn. Đây có nhiều nguồn thì chúng ta sẽ lấy nguồn RDS. Và đích của chúng ta là post. Dĩ nhiên chúng ta có thể làm được nhiều việc khác bằng cách chọn những cái bộ nguồn và đích khác nhau. Chúng ta paste cái đường dẫn của RDS vào đây. Thì sau đấy vài giây các bạn sẽ thấy là dữ liệu của bài, của cái bài viết đầu tiên ở trong cái RDS đây được hiển thị ở đây. Ở đây thì nó bao gồm title, link, description, offer, date. Thì ở bên cái đích là post thì chúng ta có thể chọn một cái category mà chúng ta sẽ lưu bài viết vào đấy. Các bạn thấy với mỗi cái bài viết chúng ta cần một số trường như title, slug, content, date và ảnh. Bây giờ là cái việc quan trọng nhất ở cái pipe này, đấy là chúng ta liên kết giữa cái suộc output và cái destination input. Kéo thả. Kéo thả date vào đây. Chúng ta cần thêm cái slug. Thì source output nó không cung cấp slug cho mình, thì chúng ta có thể nhờ sự hỗ trợ của processor. Cái processor slug này thì nó sẽ tạo slug từ cái title. Ta kéo title vào đây thì chúng ta sẽ có slug ở đây. Kéo slug này vào bên này, vào bên destination input. Tiếp tục chúng ta sẽ cần cái nội dung đầy đủ của cái bài viết đấy. Thì có một processor là get full text. Cái processor này thì nó sẽ lấy full text từ một cái link. Chúng ta cho link của bài viết vào đây. Và chúng ta sẽ có đầu ra là full text và HTML, full HTML ở đây. Cái full text này là cái nội dung chỉ là text không của cái bài viết mà cái processor này lấy được. Còn full HTML là full cả mã nguồn của cái đường dẫn này. Thế đấy, các bạn thấy là nó đã bật chế độ tự động lấy tin, tự động lấy cái nội dung đầy đủ của bài viết. Tiếp nữa là chúng ta cần lấy ảnh. Thì có processor là get image. Cái get images này thì mình có thể lấy từ cái nội dung full text này. Ta lấy cho vào đây. Ta có thể xem cấu hình của cái processor này. Thì ở đây nó có một tùy tròn để mình bỏ đi cái ảnh mà mình lấy về khỏi cái HTML đầu vào đấy, để tránh cái việc mà ảnh sẽ lặp lại. Từ đấy chúng ta sẽ có hai cái đầu ra, một đầu ra image chúng ta sẽ nhét vào đây, và đầu ra HTML này đã được loại bỏ ảnh. Đây là thứ mà chúng ta cần cho cái content. Rồi bây giờ chúng ta xếp cái pipe của chúng ta lại và chuẩn bị kiểm tra xem cái kết quả cái pipe nó hoạt động như thế nào. Ok,
Bài đang được bắt đầu chạy. Chúng ta có 20 bài viết từ cái nguồn Redis của TechCrunch. Chúng ta sẽ kiểm tra sai nguồn, sai gốc của TechCrunch và kiểm tra cái bài viết mình lấy về, sản phẩm của Pipe như nào. Đây là bài viết từ trang công nghệ nổi tiếng TechCrunch. Và đây là nội dung sản phẩm mà Pipe lấy về được cho chúng ta. Chúng ta có nội dung đầy đủ. Chúng ta có ảnh đại diện. Chúng ta có category. Chúng ta có slug. Chúng ta có ngày lấy về. Cái việc test này chỉ để mình kiểm tra cái sản phẩm của Pipe nó như nào thôi. Còn Pipe này nếu mà mình active ở đây thì nó sẽ được chạy tự động. Và cái việc mà thời gian nó chạy như thế nào thì được cấu hình ở phần settings. Hơn nữa các bạn các cái nguồn đầu vào và đầu ra, tức là source và destination cũng như là processor, thì có thể được thêm bớt và cài đặt ở đây. Sức mạnh của Pipe là không giới hạn.